Nhỏ hơn là chúng ta
dừng lại một chút để chú ý đến cái này, chúng ta sẽ nói tiếp. Trong cái menu của chúng ta như này, chúng ta có một số menu chính. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta nghiên cứu đầu tiên là cái nhiệm vụ của chúng ta. Khi chúng ta vào thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thành. Ví dụ chúng ta có các cái buổi học, các khóa học, các lớp học mà chúng ta phải hoàn thành thì hệ thống sẽ hiện chúng ta hiện tại cô quý người này chưa được giao nhiệm vụ nào cả, nên là hệ thống bị bộ tập nó không hiện ở đây. Đâu thì nó ra cái nhiệm vụ đấy. Em trên. Em thoát vào cái hoàn thành đi, có hoàn thành đi. Đăng ký đi. Đấy cái nhiệm vụ ở trên kìa, kéo lên trên, trên cùng có cái nhiệm vụ. Đây tôi lấy ví dụ một giáo viên đã được phân công nhiệm vụ đây. Đây là tôi lấy một ví dụ của cô là giáo viên quốc cán. Thế thì giáo viên quốc cán đây của chúng ta đã được đào tạo, đã được tập huấn cái phần mềm này lần vào năm 2018 rồi, 2019. Thế thì đây trong cái nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục quốc cán. Thứ nhất người ta có là hỗ trợ cán bộ quản lý, tức là hỗ trợ cái cán bộ quản lý để nhà trường. Thứ hai là học tập, hoàn thành các khảo sát, tự học online. Và thứ ba nữa là một phần nữa đó là giáo viên công tác này có việc hỗ trợ các giáo viên nhận tràng trong quá trình sau này. Người ta trên kia này bên này mình có học hay không? Tức là người ta thứ nhất đó là đăng ký học, chúng ta có thể đăng ký cái này các thầy cô làm theo đúng không em? Đăng ký môn học đây, các thầy cô thử đăng ký môn học. Trong cái phần đăng ký môn học này thì chúng ta sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là đăng ký môn học tham gia bổ dưỡng và đăng ký môn tham khảo. Thế thì cái môn tham gia bổ dưỡng đây là cái môn chính của chúng ta. Còn cái môn tham khảo, ví dụ như là chúng ta cần nâng cấp trình độ tiếng Anh này, thì chúng ta làm được môn tham khảo. Có thể là nâng tham khảo môn tiếng Anh chẳng hạn, là cái môn chính trị một ví dụ đấy, tin học chẳng hạn, chúng ta đăng ký và chúng ta đăng ký thành công môn tham khảo. Khi chúng ta đăng ký thành công môn tham khảo và đăng ký tham gia bổ dưỡng các môn chính của chúng ta này, thì admin nhà trường, tài khoản quản lý nhà trường sẽ có cái danh sách các thầy cô đăng ký, ví dụ là có người thầy cô đăng ký tham khảo, đăng ký môn toán học trong cái đợt trong cái môn một này chẳng hạn, thì nhà trường sẽ cử người thầy cô đăng ký để cho vào cái lớp, gửi lên phòng giáo dục và phòng giáo dục sẽ ghép, ví dụ là gì, ghép là ba trường, ví dụ như là ba trường cấp một cấp thiết với cả hai trường khác vào thành một nhóm và giao cho một đến hai giáo viên quốc cán để quản lý tiếng học đó. Tại sao lại như vậy? Vì là nếu mà một trường chúng ta cử người nó tất cả các trường người mà cho vào lớp học thì cầu kéo các bạn lượng giảm đi thế này. Ví dụ như là các cái ý kiến và cái nội dung chúng ta học nó sẽ bị áp lực quá, bị pha loãng ra. Thế thì khi mà tài khoản và phục phòng thì các anh chị sẽ có nhiệm vụ là chúng ta phân ra gộp nhóm, tức là ba trường, năm trường chúng ta sẽ gộp vào thành một cái nhóm học và giao cho một đến hai giáo viên quốc cán để hướng dẫn chúng ta thực hiện các bài giảng trong đó.
Đây thì tôi đang tham gia tôi đang ứng dụng hiện tại chúng ta đang có một mô đun thử nghiệm đây là mô đun đại trà cán bộ quản lý này đấy. Đối với giáo cán bộ quản lý thì chúng tôi đã tạo những cái hình quả trình dạy học giáo dục tiểu học ở trong này ta sẽ làm được đấy. Và chúng ta khi chúng ta đã đăng ký trước này rồi 10 người 20 người của ba hay của trường sẽ được sắp xếp vào lớp này đấy, ví dụ như vậy. Sau này các thầy cô có tài khoản và có mô đun 1 thì các thầy cô sẽ đăng ký vào đây và nhà trường sẽ cử các thầy cô gửi lên cho phòng giáo dục và phòng giáo dục sẽ xếp các thầy cô vào các nhóm lớp là sao cho nó tập trung ở nhà học cũng được. Thì khi chúng ta đã đăng ký cái môn học và chúng ta tham gia vào trình học rồi ấy, thì chúng ta sẽ có cái chức năng đó là đang học hoàn thành chưa đạt, tức là gì? Tức là hệ thống của chúng ta sẽ quản lý chúng ta là chúng ta đang học những môn nào, chúng ta hoàn thành những môn nào rồi, kết quả chúng ta ra sao, và những cái môn nào chúng ta chưa đạt hay chúng ta đạt rồi để chúng ta sẽ lấy quản lý chương trình của chúng ta. Ví dụ ở đây là chúng ta đã có một cái môn học đang học là hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn tin học, chúng tôi là ví dụ. Khi chúng ta vào cái nội dung bài học của chúng ta thì chúng ta nghiên cứu này, chúng ta nhìn từ trên người đây các thầy cô này. Đầu tiên là chúng ta phải nghiên cứu xem là cái nhiệm vụ của chúng ta là gì. Thì trên hệ thống chúng ta đã có các cái slide để chúng ta đọc và hiểu xem cái nhiệm vụ của cái môn học, cái việc của chúng ta phải làm đây là gì. Đấy, ví dụ đây là gì, là khóa học được thiết kế theo hình thức học tập qua mạng. Vì vậy nhiệm vụ cụ thể có quyền ở đây phải là sáu bảy cái nhiệm vụ ở đây. Thứ nhất là gì, xem giới thiệu công tác thông tin học ở dạng thông tin đồ họa, video hướng dẫn tìm hiểu chương trình môn học, nghiên cứu tài liệu, tức là cái nhiệm vụ của cái môn học chúng ta bao gồm như này. Tiếp theo, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, hiểu cái nhiệm vụ của bài học rồi, tiếp theo chúng ta phải là mục tiêu của chúng ta hướng đến bài học là gì. Ví dụ như là khi tôi đứng đây để kiểu bài giảng trực tuyến này chứ đưa đây tiêu của tôi là muốn truyền đạt cái tôi biết cái của chúng ta nó hệt như cái VNPT vừa rồi triển khai học bao nhiêu là nó sẽ hiển thị lên đấy. Trong này mục tiêu của bạn là gì, sau khi mà học học viên có khả năng phân tích được đặc điểm của chương trình tin học, tiếp theo là phân tích được một số thiết kế một kế hoạch giảng giáo minh oan vân vân. Đây là có hai cái mục tiêu trong cái môn học này. Tiếp theo chúng ta là gì, chúng ta đến cái nội dung chính của học. Đấy, chúng ta sẽ đến cái nội dung chính thì những cái phần này chúng ta hiện tại là các cái slide này chúng ta cũng xây dựng lên hướng dẫn thì trong cái bài hoặc là lúc hoặc nơi và cái người ta nói là biến xã
không có cái gì học thì không đạt được cái tiêu mà còn cái nữa khi môn học nó cho người ta cái khả năng để hòa nhập được cái cuộc sống của xã hội ta, hay nói là cái môn đa năng thực chất là cho con người ta khả năng để hưởng thụ, và người ta rất lãi ngày để hưởng thụ. Nhưng mà nếu như cái một cái xã hội văn minh rất là nhiều thứ như điện thoại thông minh rồi cái gì đều là tôi là tôi ví dụ cái video này, thì trong cái quá trình học tập của thầy cô ấy, thì khi thầy cô tham gia một buổi học ấy, thì sẽ có một cái video tương tự như vậy nói về các nội dung bài giảng của thầy cô. Thì tuy nhiên ấy, thì nó khác ở các cái nội dung cái này học sinh nó tham nhập vào nó học trực tuyến rồi. Sau khi các thầy cô xem cái video xong thì sắp tới nếu mà có dịch là sẽ triển khai cái này trực tiếp trên này và liên quan đến các video thầy cô sẽ. Tức là nếu có thể cô có cái quy định của trong cái học trực tuyến này, các thầy cô bắt buộc phải xem cái video của thầy cô, sau đó các thầy cô mới làm được các chức năng tiếp theo. Tức là chúng ta có thể tốt đẹp các thầy cô nhé. Thế thì trong cái quá trình xem video của thầy cô thì nếu số cái thầy cô là nghĩ là tôi bật cái đấy và tôi đi nấu cơm tôi không xem, và sau đó thì hết đấy tôi sẽ làm cái việc khác, cái việc tiếp theo. Thế tuy nhiên là các thầy cô chú ý với em là trong các câu hỏi mà chúng ta đưa ra ở phía dưới thì nó lại gắn liền với video của chúng ta. Tức là nếu các thầy cô không xem video thì các thầy cô cũng chẳng biết cái nội dung như thế nào trả lời cả. Mà các thầy cô trả lời sai, các thầy cô mời xin mời các thầy cô lại làm lại cái đó đấy, lại xem lại, đúng không ạ? Thế nên là các thầy cô chú ý với em như này. Thế ví dụ như đây, hiện tại chúng ta trong cái bài này chúng ta sẽ có 10 câu hỏi gắn liền với video của chúng ta. Em ví dụ cái đầu tiên là vị trí môn tin học trong chương trình của tôi mới là gì? Thì nếu mà có thầy cô mà không xem thì thầy cô không thể nào mà biết được cụ thể là gì nào mà. Nếu mà chúng ta hình dung thì chúng ta cũng chỉ là 25% của chúng này là chúng ta trả lời đúng. Thì bây giờ chúng ta không xem, chúng ta cảnh giác, chúng ta chọn đấy là môn học bắt buộc đấy. Ờ, ta sẽ thấy được câu thứ hai, môn tin học công nghệ và thầy học là chưa trả lời thì xem thế nào. Sau này có thể cô lượng cho dài nhất, không dài nhất. Nếu được nhận 200 điểm kinh nghiệm thì và sau khi chúng ta tổ chức kiểm tra thì hiện tại là hệ thống đã cho chúng ta biết được câu hỏi đúng sai. Tuy nhiên sau này thì hệ thống sẽ cắt bớt cái chức năng đi để cho thầy cô mà đạt bao nhiêu trên bao nhiêu, ví dụ có thể cô đạt 8/10 xin mời thầy cô làm bài tiếp theo hoặc là làm những chức năng tiếp theo. Nếu có thể cô dưới 8/10 xin mời thầy cô sẽ làm bài tiếp theo, chúng ta có thể tiếp theo ta có thể xem và chụp lại chụp lại. Mà các cái ngân hàng câu hỏi sau này nó sẽ không đơn giản như này, mà nó sẽ là ví dụ như là đối với những bộ môn tin học này chúng ta có 1.000 câu hỏi cả, có 100 câu hỏi đây, thì mỗi khi có thể cô làm xong thì sẽ là ngẫu nhiên 10 câu trong 100 câu đấy. Nếu có thể cô nào đủ kiên trì không xem làm hết 10 câu hỏi nhớ thì cô không thì chúng ta lại quay lại xem video xem chúng ta nói cái gì. À, sau này chương trình giáo dục phổ thông là môn học bắt buộc. Tiếp đi cô hai đi. Một có tính kế thừa, tính ứng dụng, tính mở, câu một. Dài. Hai trên xin mời chúng ta thảo luận. Thì thực tế là cái việc này chúng ta học bao nhiêu lần cũng được, chúng ta làm cái bài thi này bao nhiêu lần cũng được. Thế tuy nhiên là ví dụ như là bây giờ trong những cái Google như kiểu bọn chị vừa thi đấy người bây giờ làm cuộc thi này năng lực học chỉ chúng ta có 100 cái video chúng ta xem nhiều quá. Nếu một video thì xem là còn Zalo người biết
để thu hết quá trình của cái đấy cho một bài mở lại cho mọi người xem phát nói là sẽ vào hết đây. Thì thứ nhất là
thì các thầy cô tạo ra chương trình này là đây là chương trình chúng ta đã các thầy cô là khoảng hai các thầy cô sẽ có những câu trả lời các thầy cô sau khi là gì, ví dụ như chúng ta đang dùng Facebook khá lâu rồi là chúng ta có thể đăng bắt chúng ta đang học không dùng điện thoại, nhưng tuy nhiên chúng ta về và giải quyết chúng ta xem à mở ra nha có cái thầy cô này ở cái huyện này có câu hỏi rất là hay này thì các thầy cô sẽ trả lời thầy cô. Thì tôi đi qua một số ví dụ này đối với những cô Hà Thanh Hương ở trường đầu tiết này thì chúng ta ví dụ chúng ta phải cái khóa mặt này đây là quản trị hoạt động sản xuất giáo dục trường tiểu học lớp 12 lớp 12 mắc khoảng 83% thì cái sau này khi các thầy cô hiện tại sẽ áp dụng với các thầy cô một trước. Thế thì khi các thầy cô nhận bài giảng, các thầy cô nhận cái sáng nay các thầy cô học, các thầy cô trả lời và sẽ có cái chấm điểm cho chúng ta. Chấm điểm của chúng ta thì ở hiện tại chúng ta đề xuất là đạt và không đạt. Tức là gì? Nếu các thầy cô đạt thì các thầy cô sẽ được cấp một chứng chỉ là hoàn thành cái đồ giáo dục thay cho năm qua của lớp 1 năm 2020 hoặc năm học 2020. Và chúng ta được phép là giảng dạy trong cái năm học mới. Còn nếu các thầy cô đến cái thời điểm năm học mới thầy cô chưa đạt thì các thầy cô sẽ không được sắp xếp, các thầy cô sẽ không được sắp xếp để giảng dạy trong cái năm học mới. Đấy là cái điểm rất là quan trọng. Và cái khối lớp 1 của chúng ta, khối lớp 1 là sẽ hoàn thành là được sắp xếp là người đầu tiên, sau đó là sẽ đạt đến các thầy cô khác của lớp 1 và trong năm 2020 này chúng ta sẽ phải hoàn thành 2 mô đun trong thế thì phòng cả phải kiểm tra cả phải khảo sát đồng thời giáo viên đúng không ạ? Hoàn thành 2 mô đun trả lại chúng ta vào cái hai mô đun chưa đạt đâu chỉ đã học đâu các mô đun chưa đạt hoàn thành chúng ta đã hoàn thành cái lớp quản trị hoạt động dạy học trong trường học chúng ta đã 80% điểm tại 85,67 trên 100 điểm. Cái chương trình bổ sung chúng ta khi chúng ta vào chương trình bổ sung thì nó sẽ hiện lên là cái chương trình của chúng ta sẽ phải thực hiện trong cái thời gian tới. Thế thì theo thêm một chút là đối với giáo viên cấp cao này thì sẽ có một số chức năng sẽ có một số cái chức năng khác. Đối với cả giáo viên đại trà đây là gì? Là hỗ trợ đồng nghiệp. Thế thì hỗ trợ đồng nghiệp đây là gì? Là tức là chúng ta hiểu đúng là giáo viên cũng cả là những người đi đầu đã được trải nghiệm rồi, là những người mà trường tin tưởng cử ra để học để triển khai trước những nội dung này rồi thì về sẽ là chính là những người để triển khai nhà trường. Tất cả những câu hỏi là có vấn đề gì là sẽ hỏi những giáo viên cũng cả đó ở nhà trường. Đấy, trong này thì giáo viên cốt cán không khác gì là giáo viên ra đề của đại học sư phạm hai, chúng ta thì những khóa học đang dạy đang hướng dẫn này chấm bài thi cho các giáo viên khác này tặng lớp học bạn cũng trả lời học viên cũng đầy đủ như là giáo viên của đại học sư phạm đây là những lớp đang dạy này. Các cái chức năng này nó sẽ được hoàn thiện khi nào? Khi cái đầu tiên là các giáo viên của trường đại học Hoàng Mai sẽ đặt ra cái mô đun dạy các chương trình bài học toán lý hóa học tự nhiên về và sau đó là chức năng admin của sở giáo dục đào tạo sẽ
tài khoản của đầu mô của cốt cán ấy. Cho anh cái đầu mô của cốt cán đấy đăng vào đây đấy. Anh phải cốt cán không anh? Hả? Anh giám viên cốt cán này là không, không, đây giáo viên đang thường. Đầu mô thôi mà để mình, giáo viên thường đây. Quay lại cái này thôi. Chị gửi cho em rồi đấy. Có cái này không? Chị gửi cho em vào mail rồi này. Vừa nãy á? Ừ, chị vừa gửi cho em rồi đó. Em vừa mở đó. Em mở, chị vừa gửi cho em. Được rồi. Vào cái phòng. Qua rồi. Thôi được rồi, em muốn hết ra đây cho nó hình ảnh đấy thêm đấy. Mục đích của nó là sau khi chúng ta trải nghiệm, chúng ta học tập thế này thì chúng ta sẽ có những cảm giác. Đây này, chị vừa kết quả đăng nhập FMAP ở cái theo gửi cho chị. Đúng không? Chị gửi vào trường chung, bọn em trả để ý đúng không chung? Không phải đâu. Chị gửi vào trường về dưới cơ sở. Cái này nó có vào trung cơ sở. Thank you.
năng nói trước chức năng tài khoản đi trả. Thế thì nhà trường sau này sẽ được phân công cái chức năng, ví dụ là sau này sẽ được chức năng như là danh sách tài khoản và tạo thêm các tài khoản mới. Tài khoản admin của trường tiểu học Hưng Hóa có. Chúng ta sẽ Ghi xét các khẩu thường, ví dụ như là cái tài khoản SMART và Portal 3.0 Portal thì các thầy cô đang liên hệ các em với nhau. Thế thì chúng ta rất nhiều kênh là chúng ta liên hệ với các em với nhau, và chúng ta liên hệ với tài khoản nhà trường, chúng ta sẽ tài khoản nhà trường tiểu Hưng Hóa. Và các cái báo cáo thì
không vào được cái này. Cũng như tài khoản nhà trường, nhưng ở mức độ bao quát và rộng hơn, tài khoản của phòng sẽ bao quát được tất cả các trường, tức là các trường tiến độ của tất cả các học viên trong toàn nguyên. Tương tự như vậy thì mỗi tài khoản sắp lên chưa? Sắp lên chưa? Đấy, thế là về bên ngay là lên. Chưa giải quyết được cái gì hết. Tặng
với con cá không mình? Tặng huyền. Tặng huyền gì nhỉ? Huyền tặng thì tặng. Huyền tặng à? Im chỉ vào. Cái tổng đài và cái email của chúng ta là tư vấn thì nó viết trên đầu tiên của cái website này để các thầy cô có thể gọi điện, ví dụ là trong quá trình các thầy cô nghiên cứu, thầy cô có vấn đề gì đấy mà các bạn được theo đang bận hoặc là cái giờ có thể là nghe các thầy cô gọi tổng đài hoặc là email câu hỏi về cái vấn này. Thì hiện tại bây giờ chị Trinh nghe đây đấy nhé, tức là phát triển trước trên điện thoại các thầy cô thì các thầy cô có thể thực hiện luôn, đó là thầy cô có thể tải phần mềm học trực tuyến lên tổng đài trên cái điện thoại của các thầy cô, điện thoại có tên là Smart LME, thầy cô thử dùng này. Các thầy cô thử lấy điện thoại, các thầy cô thử giúp em đây. Sau này là các thầy cô sẽ học được bằng trên điện thoại luôn, dùng camera, dùng camera và cái phone của điện thoại của ta luôn, giống như cái bài này. Đấy như phần mềm chung là các thầy cô thử đấy. Smart LME. Thank you.
giờ đó, giờ huyền đó. Sao thì cô có thể trải nghiệm trong một vài phút để xem những điện thoại đấy ha, ha. Thiếu chữ huyền không bị nào á. Chắc khi chị vừa đi tập huấn về ừ, đấy. Tìm hiểu chương trình tổng thể 100% nhờ này trong cái này. Đấy, nó xin lúc, xin mẹ,
nhưng mẹ biết nhiều nhất không răng con này mới làm lại răng răng con đẹp hơn, miệng nó gọn hơn mẹ. Trong quá trình các thầy cô triển khai sau này thì các thầy cô giúp em lưu một số cái điện thoại đầu mối, tức là bao gồm có các bạn theo tham đông con bé đi vào trường mình mà có bạn là xong hay là cái gì nhỉ? Còn đi đâu? Chắc chưa.